Thanh xà, bạch xà trùng sinh, cô gái xinh đẹp nhưng không ai dám yêu, hỏi ra mới té ngựa vì sở thích kỳ lạ. Đây là Tiểu Xà, một cô gái vô cùng xinh đẹp, sinh năm 2001. Chiều cao lý tưởng, khuôn mặt thanh tú, trẻ trung xinh đẹp, những tưởng là gu bạn trai của khối anh chàng. Thế nhưng, suốt bao năm qua, cô vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Hỏi ra mới biết, lý do là bởi cô có sở thích vô cùng kỳ lạ. Những tưởng là kỳ quái không ai dám đến gần, nhưng sau đoạn phỏng vấn trên, cô nàng bất chợt trở nên nổi tiếng. Info của ba em rắn cũng được cư dân mạng truy lùng. Chiều lòng người hâm mộ, mỹ nhân 2K1 đã tung ra bộ hình cực chất. Đã xinh đẹp lại còn chất như này, nhiều cư dân mạng cho rằng nàng ta chính xác là thanh xà, bạch xà trùng sinh. Các bạn nghĩ sao? Chứ tìm sợ rắn như 8 tuổi đây là thấy hơi rén à nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi 8TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.